Mấy năm trước thì cá chép dữ lắm. Dạ. Mà bây giờ mấy năm nay hết rồi. Chỉ còn cá mẹ Vinh thôi. Còn có cá này. Không đất cất nhà, mình đâu có đất, đâu ở đậu của địa chủ không à. Dạ. Ở đậu người ta thì mỗi năm mỗi Tết, nhà nghèo muốn chết chứ không dịch thì gà. Không có. Có cái đầm. Ồ, có. Ồ, dính một con. Cái chỗ này nó thường hay. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Thì hôm nay Bùi Hồ đi qua một cái con đò này. Đây là một cái con đò ngang để đi qua Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang để tìm về một cái ông cụ bắt cá rất là đặc biệt. Và điều đặc biệt ở đây đó là Bùi Hồ đi qua một cái con đò mà cứ ngỡ đây là một cái con đò không có người lái, nhìn xa xa một cái cô lái đò ngồi ở trên đó, liêu thiêu ở trên đó đó, lẻ loi ở trên đó mình một, và trên đò này chỉ có mình Bùi Hồ đi qua đò đó thôi. Rất là vắng người à, cô lái đò là một người nữ nha. Ô, lâu lâu gặp lái đò là nữ lái. Bất ngờ quá. Chị lái như thế này lâu chưa? Mấy mấy tháng hả? Mấy tháng hả? Chiến đò vậy là một chiếc xe là 2.000, chiếc người là 2.000. Rồi, chúc chị sức khỏe nha. Ông Năm ngày xưa giờ vớt cá lâu chưa ông Năm? Trên 40 năm rồi. Trên 40 năm? Ừ. Dạ. Ông Năm hiện nay là đã bao nhiêu tuổi rồi? 84 rồi. Ồ. Con thấy ông vẫn còn đi, ở trên mạng con thấy ông vẫn còn đi vớt cá rất là khỏe. Ừ. Mỗi ngày thì mình đi vớt bao nhiêu lần ông Năm? Thì nếu mà đi đi thường không nghỉ đó, là ngày nào cũng đi hết trơn á. Dạ. À, đó tháng 9, tháng 10 đó, à, lúc đó không có nghỉ à, dạ. Đi liên tục. Dạ. Lúc gần hôm Tết tới giờ không có đi. Dạ. Với phần nước mặn nó lò lên đây rồi cá nó không ăn nữa. Dạ. Cái cách vớt đó là ông Năm tự nghĩ ra hay là ai đã từng chỉ ông Năm? Ừ. Cách vớt cá đó. Sao? Là ông Năm tự nghĩ ra hả? Ừ, tự mình tạo mình làm mình vớt. Cái cách vớt đó là ông Năm tự nghĩ ra hay là ai đã từng chỉ ông Năm? Ừ. Cách vớt cá đó. Sao? Là ông Năm tự nghĩ ra hả? Ừ, tự mình tạo mình làm mình vớt à. Dạ. Hồi đó đó mình đi ra ngoài mương đó, mình thấy lúa đó rồi cá nó ăn đó. Mình nói cắt vô thử rồi, đem xong treo thử rồi, treo thử chừng tiếng hồ nó ăn hết trơn à. Một đoạn lớn thì nó ăn hết trơn lát à. Rồi bắt đầu mình mới làm, mới cắt lúa vô, mới bó loạn lại, mới đem xuống sông, mới neo buộc lục bình làm mục tiêu á. Dạ. Đặng mình buộc lúa ở dưới á. Dạ. Cái cho cá nó lại nó bu nó ăn nó mình vớt. Dạ. Bây giờ thì cá nó rất là ít, thì nó vớt so với trước đây thì nó, cái lượng cá ông vớt nó bằng bao nhiêu lần so với trước đây, nó giảm không Năm? Ừ. Nó giảm nhiều không? Sao? Là cái lượng cá bây giờ ông vớt so với trước đây nó giảm nhiều không Năm? Giảm nhiều lắm rồi. Dạ. Mấy năm trước là tôi vớt từ sáng tới trưa là mấy chục ký luôn ạ. Dạ. Bởi vì hồi đó đó nó có con kinh à. Dạ. Bây giờ nó xẻ ra tùm lum hết trơn rồi. Lấy dụ giờ 100 con cá nó ở con kinh đó. Bây giờ nhà nước xẻ ra là 5 con kinh, 5 cái ngã tư. Dạ. Là 100 con cá này nó chia ra là mẹ một con kinh còn được mấy con. Nó sống ở những cái nơi khác nhau nên nó có nhiều địa điểm để nó sống. Bây hồi đó nó có con kinh nó gom. Dạ. Rồi bây giờ nó tản lạc hết trơn rồi. Nó chia ra hết rồi. Thì cô bác anh chị thì cùng Bùi Hồ và theo chân ông Năm để trải nghiệm cùng với ông Năm một ngày vớt cá mè Vinh trên sông. À, đây là những cái bó lúa khô đây không Năm? Bông lúa. Dạ. Cái những cái hạt này ông phơi khô rồi nên nó cũng dễ rụng để cho con cá ăn. Vô thùng nè. Này là ông giữ trữ sẵn. Dạ. Mình có cần nhiều bông lúa lắm không ông Năm? Bao nhiêu đây là được thì hay không?
À, đây là bông lúa khô của cô bác anh chị để ông Năm cuột vô cái đám lục bình. Tháng 9 tháng 10 buộc cái này chừng 2 tiếng đồng hồ nó ăn hết trơn luôn. Dạ. Chùm nhà. À một một cộng vậy là một bó đây không Năm? Đây là cái công đoạn Năm lấy cái lục bình này lên, bỏ cái phần rễ của lục bình đi và giữ cái phần này để cho cái bó lúa nó nổi quá không Năm? Ông Năm ơi, hôm nay thì mình sẽ cuột bao nhiêu bó? 9 10 bó à. Dạ. Dạ. Chứ vớt thường thường vớt 16 17 bó. Cuộc cho nó chắc không ấy thì cái cọng lục bình nó sẽ phồng ra và nó sẽ tuột luôn cái dây. Sau khi cuột thành bó xong thì ông Năm sẽ xách những cái chùm lục bình mà ông Năm đã cuột lại để mà đi xuống chiếc xuồng chèo của mình. Ông Năm còn khỏe, cô bác núi anh chị mừng cho ông Năm rất là khỏe. Đây là cái chiếc xuồng mưu sinh của ông Năm hàng ngày. Trên cái chiếc xuồng này thì ông Năm có làm một cái mái che này bằng bạc để mà phòng mưa nắng. Cái này là người ta kêu là chiếc xuồng ba lá hay sao ông Năm? Kêu là chiếc xuồng gì ông? Ba lá hay sao? Ông Năm là nghe bị kém nên bây giờ mình phải nói lớn cho ông Năm nghe cô bác quý anh chị. Đây là cái cầu khỉ. Hằng ngày thì ông Năm cứ chuẩn bị vậy và ông Năm đi vớt. Theo chia sẻ của con của ông Năm là một người chị gái thì chị đó nói là ông Năm vớt rồi ông Năm tự đi bán ở trên xuồng luôn, hoặc là ông Năm đem theo một cái thao sau đó ông Năm sẽ bán. Bây giờ cầm cái mẹ xuống đây. Ông Năm phải rửa lại một lần nữa. Ông Năm ơi, con đem này mấy này xuống phụ ông nha. Ông Năm ơi, con đem này xuống phụ ông nha. Con nhảy xuống nước được không? Đây. Cho nó sạch. Nông dân miền Tây chính hiệu luôn cô bác quý anh chị, đội một cái nón bo và hàng ngày trên một cái chiếc xuồng chèo của mình. Xuồng này người ta gọi là xuồng chèo vì ở đằng sau nó có hai cái tay chèo. Mình ông Năm sẽ bơi đi đến chỗ đó. Lấy lục bình ông Năm. Đây, lục bình đây. Mình cột cái bó lúa cho nó cắm xuống dưới cho con cá nó ăn không Năm? Ông Năm ơi, lúc mà mình vớt cá mình có được động đậy hay nói chuyện gì không? Không nhúng cái xuồng luôn á. Là mình ngồi im nín thở luôn á. Nín thở luôn đó. Ông Năm mới cột chưa xong cái bó lúa ông để đây đó, cho không cột lên cái nhánh tre này cho lục bình nó không có trôi. Đây là một cái bẫy của ông Năm nè, dụ cho đàn cá nó lại. Cái đó là cái mục tiêu. Cái mục tiêu của mình. Khoảng thời gian bao lâu thì mình sẽ quay lại cái chỗ đó ông Năm? Một hồi chừng 15-20 phút đó. Dạ.
Cái con sông này thì xa xa thì Bùi Hồ vẫn còn thấy những cái con cá nó lên ngớp. Ngoài cá mè Vinh thì nó còn những loại cá khác không Năm? Ngoài cá mè Vinh thì còn những loại cá nào nữa không? Hồi mấy năm trước thì cá chép dữ lắm. Dạ. Mà bây giờ mấy năm nay hết rồi. Chỉ còn cá mè Vinh thôi. Còn có cá này không à? Dạ. Ngồi sao thấy ông Năm vớt luôn rồi. Ở đây có mấy chú ở trên đó đi ở trên đường đất ở trên kia. Đây, con đưa ông Năm nè. Bịch, cột lục bình trước, dạ, thảy đại xuống nước. Vậy là ông Năm phải lựa những cái nơi mà nó thường có cái bụi tre không Năm? Ừ. Để mình cột cái mục tiêu của mình. Chỗ này nó mát nữa nè, con cá nó dễ kiếm ăn hơn. Cột cái bó lúa để cho con cá nó ăn. Ồ. Đi tiếp tục thôi. Ông Năm có một câu hò, câu hát nào trên sông này nghe con nghe cho nó vui vui không Năm? Sao? Ông Năm có biết hò hát không? Người miền Tây mình mà hò hát gì trên đồng vắng này, trên một cái con sông vắng này nó vui. Đây con thị à, ở chỗ nào không có thì ông Năm sẽ lấy cây cặm lại không Năm? À, không có cái bụi tre á thì ông Năm sẽ cặm cái cây đó xuống đất. Là chỉ nước lớn mình vớt mới được, nước gồng có vớt không Năm? Nước gồng cũng vớt hết. Đây con thảy lục bình xuống. Đây. Dạ. Hò hay ca giọng cổ gì nghe cho vui ông Năm ơi. Ông Năm. Tôi có cái già mà cái già này nhỏ tuổi nghe không kịp đâu. Ông Năm về đi, tại vì ở trên mạng có nhiều người, có nhiều người đủ như rất là nhiều tuổi nên thành thử là mọi người cùng nghe chứ không phải là mình con. Cái già người lớn tuổi mới nghe mới hiểu được. Dạ. Nó có ý nghĩa. Dạ. Ông Năm có thể về tặng cho con với lại cô bác, ông bà ở trên mạng, ở trên cái kênh của con cũng như là thế giới nghe được không Năm, về cái người miền Tây của mình á. Dạ. Con đang sẵn sàng đợi. Dạ còn hai chùm nữa. Cô bác anh chị thấy ở trên cái con kênh này, thấy cái cuộc sống nó yên bình ghê. Yên bình, nó rất là thoải mái và mát mẻ. Vào thời buổi này thì thời điểm này thì là khoảng 9 giờ hơn. Thì mọi hoạt động của người dân diễn ra rất là thanh bình. Nói chung là ở đây nó mát mẻ một cách lạ kỳ, rất là mát luôn. Hai ông cháu ngồi chung một chỗ nên thành nữ đây là chiếc xuồng nó giống như là bị chìm. Mỗi một chỗ nó cách xa nhau là mình ước lượng là khoảng 200-300 mét gì không Năm? Ừ.
có một cái cây. Câu cá mè Vinh anh? Sáng giờ dính nhiều không anh? Dạ. Bây giờ hai ông cháu mình đi đâu ông Năm? Dạ gì anh? Đi về. Dạ, bắt đầu từ lại đằng kia mình vớt lại. À, cái khoảng thời gian mà ông Năm đặt từ cái bó thứ nhất cho đến cái bó thứ năm á thì nó tầm thời gian khoảng khoảng 15 phút hay ông Năm? Bây giờ hai ông cháu mình cùng nhau đi về đằng kia để bắt đầu vớt hả? Rồi giờ nào câu đó hả? Con về 2-3 ngày rồi. Nó anh nó câu cá. Cái chiếc xuồng này không phải là ai bơi cũng được hay ông Năm? Biết bơi thì bơi mới được, vừa bơi vừa lái mà. Vừa bơi vừa lái luôn. Ông Năm ơi, về cho con nghe với. Con thích ông Năm nghe, ông Năm về à? Để cho những người nước cô bác anh chị ở nước ngoài nghe lại cái tiếng hò trên sông Hậu, có thể nhớ về quê hương nhiều hơn. Ông Năm bơi vậy có mỏi không ông Năm? Mỏi chứ, bơi tới vừa tới xế tới gì à. Cái nước chảy mà chèo. Như là bình thường như thế này là ông đã mỏi chưa? Lúc nãy giờ ông đã mỏi chưa? Chưa. À, nước chảy thì ông Năm sẽ chèo bằng hai cái chân của mình hay là hai cái tay? À. Ông chèo bằng hai cái tay hay là hai cái chân? À, tay. Người Quế nó mới chèo hai chân. Con cũng đã quên luôn cái mục tiêu của mình nó nằm ở đâu rồi. Đây là cái bến của mình. À. Cái bến này có hai cây cầu này ông Năm tự chế nè. À, cái cầu tre này bình thường cũng không có dám đi đâu. À, ông Năm đang cầm một cái vợt xuống. Cái vợt này mình tự thiết kế hả ông Năm? Nghỉ ngồi lâu lâu chút thôi nhé. Nghỉ ngồi. Ông Năm ơi. Thôi ông nghỉ, ông hút thuốc đi. Rồi ông về cho con nghe câu với. Bây giờ tôi nói cái dè, mà cái dè này là người lớn tuổi nghe mới hiểu được. Dạ. Chứ nhà nhỏ là hiểu không được. Nghe dè, nghe dè, nghe dè, đế quốc, đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ ha. Dạ. Không đất cất nhà, mình đâu có đất, ở đâu, ở đậu của địa chủ không à. Dạ. Ở đậu người ta thì mỗi năm, mỗi Tết, nhà nghèo muốn chết thì không dịch thì gà thì năm nào cũng phải tết nhất cho địa chủ ở đó. Dạ. Bữa rước ông bà mình không được rước, chủ điền rước trước mình mới rước sau, nhắc đến thêm rau lị rơi tầm tã cấp đó mình khóc rồi. Dạ. Địa chủ ác quá bóc lột thẳng tay, rốt cuộc dân cài đưa lưng ra chịu, gia đình thốn thiếu bữa đói bữa no, ăn bông súng củ co ăn cho đầy ruột, hương quản bắt buộc xét giấy thế thân, xét giấy thế thân cũng như giấy chứng minh mình giờ ha. Dạ. Xét giấy thế thân năn nỉ mấy lần ông ta không thả, bọn này ác quá bắt giải quận liền, lo không có tiền ở tù mấy tháng, đến chừng mãn hạn chúng nó thả về, nhìn cảnh tư bề thì vợ con đau đớn ha. Ý nghĩa quá. Cái ý nghĩa không, hồi đó mình đâu có đất ở thì phải ở đậu nhà của địa chủ, đất địa chủ mà. Ông cha mình chết đó, mắc lại chầu rủ là xin cái chỗ lẫn chung ông cha mình đó. Ồ. Chứ không phải nói chơi đâu nha, mấy cháu nhỏ nhỏ không biết đâu.
Dạ. Từ lớn tuổi nó có biết. Rồi đó, ngày Tết đó thì phải gà vịt đem lại cho nó. Nghèo gì nghèo cũng phải có con gà con vịt đem lại cho địa chủ. Rồi chiều mới rước ông bà mình được. Rồi ông cha mình chết đâu có chỗ chôn, đất đâu chôn, chầu rủ lại nó, lại lục nó mới là xin miếng đất là chung ông cha mình. Hồi đó cái đó là ông bà mình nó mới biết sao, lớn tuổi mới biết chứ còn nó nhỏ nhỏ là không hiểu. Bây giờ thời chiến Pháp, Mỹ. Dạ. Cái bà chèo đó là ông hai tự suy nghĩ ra luôn không hai? À. Cái bà chèo đó ông tự suy nghĩ ra luôn hả? Ờ. Cái bà già này mình đặt. Bà già đó. À. Dạ. Như vậy là hồi đó mình khổ đó. Khổ dữ lắm. Ăn lúa dây đó phải một phải trả hai. Dạ. Ăn 10 dạ này tới mùa phải đông cho địa chủ là 20 dạ. Chứ đâu phải vừa. Lúa ruộng một công 4 dạ. Ồ. Là mình mướn đất của địa chủ mình làm. Đất là đất. Đất này đất của Miên. Dạ. Bởi vì cái gốc của Miên. Dạ. Rồi mình khai phá ra mằng. Nói dụ giờ cháu mà khai phá được 100 công, cái địa chủ nó đem 4 cái trụ đá là cầm 4 gốc. Nó nói đất của nó. Rồi mình cãi được không? Mà mình khai phá. Dạ. À, chính là ông nội tôi nè. Ông nội tôi khai phá rồi nó cầm mà trụ đá rồi nói đất của nó là mình phải ở đậu rồi. Đất đâu ở? Nó phải bao quá trở lại. Ông nội tôi mà một đống lúa ra mấy trăm dạ, địa chủ nó lại đông buổi chiều một hết trơn luôn, quét sân luôn. Bởi vậy lên vô tiếng là có cái mà cái bộ phim Đất Phương Nam. Dạ. Mà vũ nồi xác ổ gà ha. Dạ. Vũ nồi là vũ nồi gom, nồi gom mình lót gom mình đổ lúa rồi đó đó. Dạ. Vũ cái đó đó nó không để mình hột nào hết mà nó lấy trơn. Rồi thành ra mình đâu có lúa ăn, phải dây của nó một chục dạ phải trả 20 dạ. Ôi chua xót quá, chứ đâu phải ít, đâu phải như bây giờ đâu. Ông bà mình khổ quá nghe ông. Khổ lắm. Dạ. Khổ dữ lắm. Rồi. Cái vợt của ông Năm nè, cái vợt nghề của ông Năm đó. Bây giờ mỗi một ngày mình bán được khoảng bao nhiêu tiền ông Năm? Mình mà vớt cá như thế này nè. Lúc rồi thắt. Lúc hôm trước ra là 200 ngoài. Dạ. 300. Dạ. Rồi vớt tới đâu tụi bán tới đó. Ông Năm tự bán luôn. À, rồi tới gì là hết cá luôn. Còn có bữa nào mà bán không hết làm gì mà khô. Dạ. Cho mấy nhỏ. Bây giờ thì ngày ông Năm khoảng được bao nhiêu tiền hiện nay nè? Bây những ngày này nè. 100 ngoài à. Dạ. Thương Năm mà. Một tay cầm vợt, tay vớt luôn không Năm? Tay cầm vợt, tay bơi hả? Ừ. Cầm lái nè. Bơi tới đó cầm lái. Lát nữa là con không được nói chuyện không Năm? Ừ. Nín thở luôn. Ừ. À, ông Năm cái người ông cụ miền Tây đúng gốc, hút thuốc ghê á, thuốc vắng không ông Năm? Ừ. Rồi không, ở sao ông không hút thuốc điếu cho nó hút thuốc kia bệnh đó. Dạ. Hút thuốc này bảo đảm. Dạ. Không có nó ướp, nó không có ướp nhựa. Dạ. Tôi hút hồi 15 tuổi tới giờ. Không có rồi đó. Ô, oh, có một con này. Còn. Đừng con. Cho lợn ăn lúa. Rồi, lọt rồi. Ở gớt rồi. Để nó ăn rồi đó. Dạ, nó bắt đầu nó ăn đó, heo Năm. Ông Năm siêu quá. Một tay cầm cái vợt, tay cầm cái cây chèo. Thôi không nói chuyện nữa. Cái đường lục bình nó tấp ác ông.
tắt mít luôn, ngu mẹ. Giáng trà. Thôi bỏ có 5 đùm mà còn có 4 nữa. Không dám thở luôn. Không có rồi. Không có luôn. Hồi nãy cái vật đầu tiên thì có còn có một cái có một con, nhưng mà con đó nó nhỏ quá, lưới mình nó to nên nó lọt xuống không Nam? Ồ, nó bị gách lỗ, chắc nó gớt lỗ đó quá heo Năm. Chắc con cá lúc nãy gớt lỗ đó không Năm? Có thả lưới không? Ai có vỏ vậy? Hoàng. Không có ô xui quá. Cái thời gian mà vớt cá mà nó trúng nhất là vào cái mùa nào ông Năm? Ông vớt cá trúng nhất là cái mùa nào thì mình sẽ vớt trúng nhất, mùa mưa hay là mùa nắng? Trúng vớt trúng thì sẵn 9 tháng 10 á. Dạ. Nước nổi cá trong mương nó ra. Dạ. Bây giờ thì mỗi ngày mình còn vớt được nhiều cá không ông Năm? Không có nhiều. Gà vớt 3-4 ký à, không có nhiều. Mỗi một lần đi vớt thì ông vớt được bao thời gian là bao lâu ông Năm? Một buổi vậy. Dạ. Sáng để giờ trưa gì vậy? Không có. Có cái đầm. Ồ có. Ồ dính một con. Cái chỗ này nó thường hay ăn nè. À, dính một con cá thả vô khoang. Dậy quá trời, dậy lắm. Bình thường thì ông Năm chết nhiều hơn này. Nó không chơi mà. Chơi ra là nó cũng tấp vô nữa. Rồi bây giờ là vớt không được chỗ đó nữa. Ừ. Mình qua bên đây mình vớt ngược lại được không ông? Có cái chiếc xuồng đằng kia nó lại nên cái chỗ cái ù của mình nó bị động. Có thể là con cá nó không dám lại ăn. Hay ông Năm? Ừ. Trong đây ô mẹ ghim ngay đùm lục bình nữa hết thôi. Ông Năm được lên tới lên tới quy hoàng ha. Ông Năm bắt cá như thế này thì con cá nó không có bị hết nguồn cá. Ha ha!
Ông Năm ơi, nãy giờ hai ông cháu mình á đi vòng vòng vớt cá, hôm nay thì vớt không được nhiều giống như mấy ngày trước không Năm? Dạ, bình thường thì mấy ngày trước đi hai chuyến gì là khoảng nhiều cá không Năm? Cả ký lô rồi đó. Dạ. Giờ vớt không có đó. Dạ, tại vì cá hôm nay nó không ăn. Nó không ăn. Dạ, ông Năm ơi, hôm nay con đến đây con trải nghiệm được đi với ông á. Được đi vớt cá với ông một ngày thì con biết cách bắt rất là lạ và thú vị. Và đặc biệt là nó còn cái nguồn lợi thủy sản cho mình bắt hoài. Nó không có bị tiêu diệt. Nó không có bị những loài cá đó không bị tiêu diệt hết. Con hôm nay đến đây gặp ông Năm, biết nhà ông Năm, con rất là vui. Con chúc ông Năm với bà Năm sức khỏe, sống lâu trăm tuổi nha ông Năm. Yeah, cảm ơn nha. Dạ. Không biết được trăm không. Dạ, con chào ông Năm nha. Năm nay yếu rồi. Dạ. Ông Năm thì dự định thì khoảng mình vớt khoảng bao lâu nữa mình nghỉ? Cái gì? Ông dự định là vớt cá khoảng bao nhiêu năm nữa ông nghỉ, hay là ông vớt chừng nào đến trăm tuổi thôi? Ủa, thấy gì hết nổi. Thôi nghỉ chứ. Thôi nghỉ rồi đâu có tiền xài. Dạ. Đi đắp đổi kiếm tiền ăn xài. Dạ. Chúng bán cũng